Đấy, ngày nào thì thường đông nhỉ? Có đi một cơn thì đông nhỉ? Một cơn là một tí nội. Ngày 7 tháng 3 là tí nội. Nhớ ngày 7 tháng 3 trở vào hội đáng trở ra hội thầy. Hội thầy không cảnh vui thay tháng 3 ngày 7 nhớ ngày là đi. Tưởng lẫu tình yêu. Như thế này vất vả đi dốc cũng cho đi lâu. Mua cho cô mấy cái bỏng ở muối đó. Nó đi một gói thôi. Có thể cho người cho cô mấy bỏng rồi đi tâm. Đó hai gói. Có tiền gói. Như thế này, lập ra 12 ban, mỗi ban một bỏng một gạo một muối một quả. 12 ban ạ. Là 12 ban mỗi ban là bao tiền cả? Mỗi một ban là có 8.000 cho mua được bao nhiêu tiền mua. Thì cho 22 ban này. Mua ba 5 ban đi, đừng mua 2. 5 ban là bao nhiêu? 2 ban, 3 ban hoặc 5 ban tùy cháu. Ba, mỗi ban là 8.000. 3 ban. 8.000. Cho cháu 3 ban. Cháu hôm nay không ăn tiền nhiều. Ba ban là bao nhiêu? Thế có bảo. Gì? Chưa biết. À, có bảo thế thì hôm nay có thời gian đi ăn các cửa có nghe giới thiệu có thuê đèn nhà cô không? Ờ, cháu mời cháu thuê. Không? Không, bởi vì này đi là phải xong buổi dưỡng nha cô. Nếu đi, có ngân có xuyến thì đi thì là... Đi vào đấy lâu ạ? Đi vào đấy tầm độ 3-40 phút. 3-40 phút rồi. 3-40 phút. Thì mới được ra, được mới về được đến xuống đến chân núi. À thế thì thôi vậy cháu, máy này hết hết pin rồi, cháu... Thế máy hết pin thì mình chả chụp gì thôi chị. Không, cháu chỉ có quay người chơi thôi mà. Thế thì thế nào? Nếu vậy thì thôi rồi cháu. Có thời gian đi không? Để hôm khác cho hôm nay thì cháu máy hết pin. Thế thì chủ yếu là giờ đi rồi à? Vâng, đi chơi. Nhưng mà mình có tâm thì mình cứ sửa lễ xong rồi cháu mua xong rồi gửi người ta vào chứ mình đã khởi khẩu ra thì mình mới mua. À vâng, cháu mua một cô gửi xong cháu đấy, xong cái bảng của cô này có ID là gửi. Vâng, cô gửi cháu. Khẩu cho các cụ chết đói chết khát. Tại vì cháu chưa đi chơi không chủ định như vào đây. Thì cô mới đang hỏi con là nếu có ngân có xuyến thì đi. Vâng. Xếp cho cháu nó ba cái. Mỗi thứ ba xong rồi để đây đang ID thì gửi về cho cháu đấy nhá. Vâng. Thế không có thời gian đi à? Thưa cháu không chủ định đi vào đây. Thế thì về trong tâm cái gì mua cho cô có một lần nữa mà. Nhiệt tình quá và lại kẻ đi. Đây con trai. Có người yêu chưa? Có vợ chưa? Cháu có rồi. Rồi tới đây lấy cái quả cầu này làm gia đình hạnh phúc con cái để hồi này. Đấy. Thôi để khi khác thôi cháu mua. Đi lên đây ngày đầu tiên ai cũng mừng cái lộc chứ không ai về tay không. Vâng. Đấy, đây là cái túi thơm nhà thánh xin lộc được thánh thầy và đây cái đi đường cho may. Đấy. Không có cái này là bao nhiêu? Đấy, cái đi đường ạ. 10.000 đây kia đây hai vợ chồng đây. Cháu mua cái này. Cháu ấy đi lên đôi lấy vợ cho vợ đấy cái này thì để của nhà đình nhà mình đỏ. Cái dạ. Này đấy. Cái này là để đi đường cho may. Thế vì cháu có gia đình rồi thì cháu lấy vợ câu như này. Cái này là bao nhiêu nhỉ? 10.000, cô không bán hai cái hay một cái nhỉ? Một tấm. Thế đây con lấy một quả cầu này nữa. Cháu không thích quả cầu. Thế thì con lấy túi thơm nhà thánh đi. Cái này mình thì sao? Ừ. Cái này đi đường cho mày. Cho một cái được không? Chắc đừng lấy một. À, không độc đinh người ta mới lấy một. Người ta sống độc thân người ta mới lấy một cân ạ. Hai cái này là mới cả cái. Cái này là để lộc đỏ đến nhà mình. Hai cái này riêng. Ừ, đấy như nhau. Con lấy thế này là đủ bộ tam đa cũng lộc thọ. Thế với con lấy cái này nữa là đầy đủ một bộ cho mình. Đấy, con buộc rồi chứ. Không lấy quả cầu à? Không, cháu không thích cái đấy. Nhớ lần sau thì đưa bạn gái, đưa vợ về đây, để đang đi ăn các cửa vậy nhá. Cái lối này có xuống không cô? Hả? Lối này có xuống không? Có xuống chân núi đó. Xuống được, nhưng giờ cháu về luôn đằng này chơi đâu, cháu đi đằng ấy chơi xa. À, rồi.
xe. Nếu con đi ăn các thứ thì con xuống luôn đằng đấy, nhưng giờ không đi thì con để luôn đằng đấy. Đây con. Cái này bao nhiêu? Để đắc tài đắc lộc. Thế là con 50 tất cả. 50 ạ? 3 cái 30 cái này, đáng nghĩa 30 cô lấy cái 20. Yên tâm trong mặt đặt tên cho người cô không lấy các con đâu. Nhưng mà theo cô con lấy quả cầu là tối hảo nhất. Cầu con, cầu của, cầu công danh, sức khỏe, mai con có hàng trăm, hàng triệu con trả đi về đây con. Đây cháu gửi cô. Ừ. Cháu không lấy quả cầu, cháu không thích cái đấy. Thật sự, rất là tối hảo. Không phải nài con đâu, nhưng mà nó tối hảo lắm ấy. Cháu không lấy. Mai có hàng trăm, hàng triệu, có 200 để gửi chị. Dạ, có đủ. Bây giờ nay hạch 100 rồi con có 100. Để đây đưa con chị mai 100 đi. À đây chị cũng có đây. Đây con. Cháu không lấy. Đừng có buông cái quả cầu này. Người được lộc mới được đấy con, chứ không phải ai cũng được đâu. Thế quyết định hôm nay không đi ăn các cửa? Cháu không. Tại vì cháu đi đi dọc đường cháu thấy chủ thầy nó vào. Chạm tay con lấy cái này. Đừng buông cái quả cầu này, cầu con, cầu của, cầu con, gia đình hạnh phúc tất cả. Mai có hàng trăm, hàng triệu không có về tận đây để lấy quả cầu của nó đâu. Cháu không lấy. Không, quyết định không lấy à? Cô đi giới thiệu nhiệt tình có thưởng cô đồng cô nào đưa cốc nước nào thì tùy tâm. À cô lấy là quán ở chỗ trông xe hay gì nhỉ? Không, trông không. Xe là cô ở cô khác. Tùy cháu. Để cháu gửi cô 50.000. Bao nhiêu? 50. Cho lắm thế ư? Ừ thì cô xin. Cho thế nào cô xin. Cái lối này là số hang rồi đúng không? Lối này là lối đi hang, đi động rồi đi. Cái hang có sâu. Hả? Hang có sâu. Thì sâu nó, lắm. So với hang kia thì so với hang kia thì sâu hơn gấp nhiều lần. Ờ, thế ạ. Ừ. Thế nhưng mà đi vào đấy cơ. Thế hôm nay không đi thì lần sau đi nhá. Vâng. Ừ, thì cho cô thì cô xin cảm ơn con nhá. Vâng. Con đi đứa này về được không? Giờ lại đi về đấy, con quay vâng. Đi chụp ảnh đi. Vâng. Cho con về trước ấy. Ừ, về nhá. Thế cho cô xin con nhá. Vâng. Cháu thấy ngoài kia có mấy cái đồi nữa, không biết là cái gì. Cháu biết rồi nhưng mà nó gọi là cái gì? Nó có chùa không nhỉ? Ở đây nhá. Nếu mà cháu đi nên con giới thiệu. Lúc nãy là thiếu có một động các cớ nhìn thấy chưa? À vâng. Thế bây giờ mình không sang nhá. Thì còn đây nhá. Đi nhanh đằng cờ. Các chuông là cháu đứng đây nhìn thấy chưa? Vâng. Đây. Đền có 9 là chỗ ngoài cổng. Vâng. Đức Sơn Thần là ngoài cổng. Đấy. Rồi đây là vườn đào, nhìn thấy chữ vườn đào chưa? Được. Đây vườn đào đây. Lên đền cậu ở chỗ vườn đào, chỗ đầu tiên đấy. Được. Thế xong lên lầu Quan Âm đấy, Phật Tà kia. Thế rồi đi nhà tổ chùa các thứ đây. Được. Động Thánh Hóa xong chỗ lúc nãy cô vào có cái bộ rễ đây. Được. Vua cha mẫu.